tướng. Tại sao vai diễn thành công của cái phim trước rồi bữa nay anh đi tham gia cái phim này anh thấy như thế nào? Sau cái phim Thiên Linh Cái được khán giả đón nhận âm ầm thì Đức cũng rất là mừng và rất cảm ơn quý khán giả đã dành tình cảm cho bộ phim. Hôm nay tính đến đây tâm thế là cũng đi coi một phim về đề tài cũng gây sự ám ảnh. Tính hy vọng ra một phim tốt và chúc bộ ekip Bắc Kim Thang sẽ thành công và được khán giả đón nhận. Anh có kỳ vọng gì cái phim này có một cái gì đó nó khác lạ hơn so với phim trước không? Mình làm nghề mà mình luôn luôn kỳ vọng vào những cái tác phẩm tiếp theo, tác phẩm sẽ có những cái điều mới lạ để mà thu hút khán giả đến với rạp. Thì nếu mà mọi người làm được điều đó thì bản thân diễn viên cũng như mọi người rất là mừng. Tại vì sao? Vì đây là món ăn kinh thành. Mình đổi khẩu vị cho khán giả thì họ sẽ đến rạp. Có thể là phim trước mình làm á, có nghĩa là cái nội dung nó cứ nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng mà từ đầu tới cuối là mọi người xem là đều cảm giác là rất là ghê rợn từ đầu tới cuối luôn. Thì cái thành công đó có giúp cho anh là sẽ làm tiếp những cái phim khác hay là như thế nào không? Thật ra thì sau cái phim Thiên Linh Cái, Tuấn được gửi kịch bản điện ảnh liên tục thì Tuấn cũng đang cân nhắc, tại vì thật ra thì mình sẽ chọn những cái vai mà phù hợp với mình cảm thấy mình yêu thích thì mình quá thân vô nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi Tuấn rất vui khi mà khán giả đón nhận cái vai thầy Quỳnh. Thật ra thì quý vị thấy nhẹ nhàng thôi. Anh có nghĩ là nó thành công tới mức như vậy không? Anh nghĩ là nó rất là thành công. Em cũng không nghĩ là nó sẽ thành công đến mức như vậy. Nhưng mà thật ra thì cũng không ngoài dự tính. Tại vì trong lúc quay thì đạo diễn của Tuấn làm việc rất là nhiều, rất là mệt. Thậm chí ảnh dành cho Tuấn khoảng 1.5 tháng để thời gian nhập vai, phải đi học những nhiều thứ để từ từ nó ngấm cho cơ thể con người. Ngay cả những ánh mắt biểu cảm hay nhìn gì thôi là nó ăn trong con người rồi. Em cũng không hiểu là như là coi những cái vở kịch anh đóng á, là có những cái anh thấy là giống như là khi đạo diễn có thể là cái cá tính của anh để cho nó nhiều hơn đúng không, chứ không hẳn là theo bộ phim nữa. Không, trong phim này là cá tính của Tuấn không hề để trong phim. Tại vì ngoài đời Tuấn nhây lắm, Tuấn nhây mà Tuấn xàm lắm. Còn ở trong đây là bà bỏ hết đạo diễn đó, Tuấn ơi bỏ hết tất cả những gì con người của em, bỏ hết, em phải từ từ, em phải suy nghĩ, em là thầy Quỳnh, em là phải là tin giết người máu lạnh, em phải như thế nào để cho khán giả tin mình. Và từ đó Tuấn không bao giờ lên bàn, Tuấn không bao giờ giỡn. Tuấn hay ra ngồi một gốc cây ngồi trầm tư suy nghĩ nhiều thứ, mình hay suy nghĩ điên khùng trong đầu á. Về nhà mọi người nghe cái gì vậy, sẽ không kịch cái gì anh Tuấn nhà nó khùng sao á đó, mọi người trong diễn viên đều nói như vậy. Rồi thì giờ mình cũng thành công rồi. Chúc anh xem xong cái phim này bớt sao một chút xíu. cảm ơn nhiều. Anh có thích thể loại phim dạng kinh dị giống gì không? Wow, cũng rất là mê phim, và đặc biệt là các thể loại phim kinh dị, gần như là không bỏ bất cứ một cái phim kinh dị nào từ trước đến nay. Anh có trông chờ gì vào một cái bộ phim kinh dị của Việt Nam lần này không? Chị đây sẽ là một bộ phim rất là thú vị, là tại vì bản thân Tuấn là một người đã tham gia vào trong cái quá trình tham gia một phần vào trong quá trình thực hiện phim này, và đã đọc một kịch bản rồi, và Tuấn tin chắc rằng đây sẽ là một bộ phim sẽ dẫn dắt mọi người hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, và nhiều cái pha khóc tim sẽ